Xin kính chào anh chị khách hàng. Video này Giang sẽ chia sẻ với anh chị lý do tại sao anh chị phải sở hữu những cái căn nhà phố liền kề ở trên trục đường D17 này. Lý do đầu tiên anh chị khách hàng nhé, đó là anh chị sẽ sở hữu một cái lộ giới lên tới 17m. Thì lộ giới chính của chúng ta đây là khoảng cách từ đây qua bên đây là 7m. Và sân từ cái lộ giới này lên tới cái hàng rào của chúng ta là 5m. Hai bên tổng cộng là 10m, là lên tới 17m. Cực kỳ là rộng đúng không ạ? Thì khi mà anh chị sở hữu những cái căn nhà phố liền kề này á, anh chị sẽ đậu được 2 chiếc ô tô ha, thậm chí 3 chiếc luôn. Là chiếc đầu tiên thì chị chạy thẳng vô sân luôn qua cái hàng rào này. Cái chiếc thứ hai thì anh chị đậu trên đây luôn nè. Rồi chiếc thứ ba thì anh chị đậu dưới cái sân này luôn. Đã đúng không ạ? Nếu mà anh chị nào nhà có 3 chiếc ô tô thì mình có một không gian đậu xe ô tô cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và cái điều thứ hai á là anh chị dễ dàng di chuyển ra phía clubhouse của dự án. Là mình đi đường này mình rẽ phải cái là tới clubhouse luôn ha. Và tại clubhouse là những cái tiện ích của công viên trung tâm nè, hồ bơi các kiểu, rất là tiện lợi đó. Và phía sau khu vực clubhouse chúng ta sẽ có phòng gym nè, phòng yoga nè, phòng đọc sách nè. Rồi nơi để mình trải nghiệm cà phê buổi sáng, buổi chiều. Như buổi chiều này Giang thấy rất là mát mẻ luôn nè. Và mình có thể cho con em của chúng ta di chuyển khu vực này, cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Rồi rất là rộng và thoáng, các cháu có thể buổi chiều vui đùa ở đây cũng rất là tuyệt vời. Rồi với thiết kế của chúng ta là chiều ngang là 5m ha. Một không gian rộng. Và nhà của chúng ta thiết kế là một trệt hai lầu. Và thiết kế theo kiểu là tầng. Nếu anh chị nào muốn quan tâm cái thiết kế lịch là tầng thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ lựa chọn cho anh chị một căn ưng ý và trải nghiệm những tiện ích thực tế tại dự án The Standard Bình Dương. Xin chào anh chị khách hàng.